Thôi bữa nay có nick tím tặng mình bông, bữa nay chắc mình hên ấy. Mình đang quạo, biết không? Mình đang quạo, đang quạo á. Let's see, someone. Chị đợi tí mình một tí xíu phải trả lời cái người này. Chờ chờ. Okay, hôm nay học gì các anh chị? What would we learn today? No, đâu phải học passive đâu. Đâu phải đâu. Có nắm vững cái thì tương lai chưa vậy? Hả? Are you master? Hả? Yes, chưa mà đòi học qua cái khác. Chưa đi được mà đòi chạy rồi. Chưa đi được mà đòi chạy rồi. Chưa biết làm toán cộng mà đòi làm toán trừ. Để coi biết làm toán, để coi biết làm toán trừ không nha. Ok, bây giờ nói à, ai nè, ai đòi đòi chạy nè, angry. No, ai nè. Angry, dạ, yeah, angry. Sao lúc nào cũng angry, cũng make trouble hết trơn vậy? Angry, làm toán trừ nha. Không cần biết toán cộng, toán trừ gì hết. Nói câu này cho Tiểu My nè. 7 giờ 37 phút. Nói làm sao? Hả? 7 giờ 37 phút, nói làm sao? Hả? Nói đi, nói thử đi. Nói thử đi. Không phải. Vậy mà nói thì biết làm toán trừ. Không phải nói gì đâu. Hả? Không phải nói gì đâu. Không phải. Nói hai ba cách nói. Hai ba cách nói mà Tiểu My không muốn cách này. Not the answer aspect. Angry Tiger. Ok, chừng nào trả lời được là Tiểu My cho Tiểu My mình sẽ học passive today. Chưa cho em tí time là gì? Đang chán thì thôi đi á. Ai biết nói 7 giờ 37 phút. Yes,
Yes, that's great. Nhưng mà mới search Google phải không? Không chơi. Ok, cái đó không tính, ăn gian không tính. Tại sao dùng chữ to? Mà tại sao không nói là it's 30, I mean it's 37 past 7, hả? Tại sao không nói là it's 7:37 phải không? Yes, it's 37 past 2. Tại sao không nói như vậy? Hả? Tại sao? Very good. Ok. Tưởng các anh chị, có anh chị nào không biết cái điều này không? If the minute is greater than 30, we take that number of minutes minus from 60. Anh chị biết cách cách làm cái này không? Hả? Biết không? Có nghĩa là không hả? Em trốn nhưng mà em sợ Google không tính. Em phải trả lời liền. Làm toán chưa dễ ẹt mà. Phải phải suy nghĩ, phải suy nghĩ trả lời liền. Chưa dễ ẹt mà. Nó chưa dễ ẹt mà suy nghĩ lâu quá là không không kể. Okay. Không kể. No, chỉ có một cách để làm toán trừ thôi. Chị My đang nói cái anti-tiger phải làm toán trừ mà. Phải không? Greater. Okay, let me bring up a little bit larger. Nên chị nhớ nha, khi mà nói giờ đó, Mỹ nó thích nói chữ to hoặc chữ past lắm. Có bao nhiêu cách nói giờ các anh chị? Sẵn đây mình ôm luôn, okay. Có bao nhiêu cách nói giờ? Hả? Ba cách hả? Ba, năm. Có ba, năm, ba. Yeah, trước nhất, say what you see. See what you see là gì? Thấy sao nói gì? Thấy số 7, số 37 mình nói 7:37. Right? Thấy sao nói gì? AM or PM? Right? Mình nói AM or PM. Hay là in the morning, in the afternoon, in the evening or at night. Right? Cách thứ hai là khi nào mà cái số phút mà nó lớn hơn 30 thì mình lấy cái số phút đó mình trừ cho nói tiếng Việt đi, mình lấy 60 mình trừ cho cái số phút đó. Ok, tại right. Rồi mình ra kết quả bao nhiêu thì mình nói, rồi mình dùng chữ to. Ví dụ 7:37 trừ cho 60 là nhiêu, là 23 phải không? So mình sẽ nói it's 23 past past 3. I'm sorry, to 3, right? Còn nếu cái số phút mà nó nhỏ hơn 60 thì mình dùng chữ past. Ví dụ 7:23 thì mình nói là it's 23 past 7. Là cái như vậy. Đó là ba cách nói. Anh chị, các anh chị biết rồi phải không? Quarter. Khi nào mình nói quarter? Khi nào mình nói quarter? Cái bài này hình như Tiểu My chia sẻ cho các anh chị trong ngày thứ tư hay thứ năm rồi phải không? Cái cách mà nối giờ đó.
Chị học rồi phải không? Yes, quarter là 15. Nếu tính theo giờ thì nó sẽ là 15. Tại vì quarter là bằng 1 phần 4 của 60, là 15. Right. Tại sao 25 là quarter? 25 cent là mình gọi cái đồng 25 cent của Mỹ á, cái coin đó 25 cent thì mình gọi là quarter. Tại sao như vậy? Hả các anh chị? Hả? Yeah, tại vì $1 equal a 100 cents, right? So 1 phần 4 của of 100 có nghĩa là 25. Khi nào mình nói quarter? 7 giờ 15 các anh chị nói sao? 7 giờ 15 các anh chị nói sao? No, nói ngược. Lúc nào mình cũng nói cái số phút trước nha các anh chị. Yeah, a quarter past 7. Okay. Lúc nào mình cũng nói cái số phút trước. 7 giờ 45 nói làm sao? 7 giờ 45 nói làm sao? Very good. A quarter to eight, phải không? A quarter. Tại vì 45 nó lớn hơn 30. We take 45 minus from 60, right? Mình lấy 60 mình trừ cho 45 thì ra 15, phải không? 15 ngay chỗ đó là quarter. Và khi mình làm toán trừ thì mình là dùng chữ to, right? A quarter to eight. Okay? Rồi còn anh chị nào không biết nói. Còn 7 giờ rưỡi nói sao các anh chị? 7 giờ rưỡi nói sao? Đó là những cái cách mà mình nói giờ đó. Yeah, it's half past seven. Okay. Half past seven. Có anh chị nào không biết nói giờ không? Hồi nãy mình có tất cả. Đó là những cách để mình nói giờ. Okay. Ok rồi, hôm nay bây giờ mình làm bài tập chính. Hôm nay mình sẽ làm bài tập cái thì cuối cùng là thì future. Ok. Mười hai giờ đêm nói làm sao, Yellow Kid? Hả? Mười hai giờ đêm nói làm sao? It's quarter to eight. Yeah, hay là it's a quarter to. Thường thường dùng chữ it thì không cần nói là a gì chứ. It miss nine. Okay. 12 giờ khuya phải không? Yellow kid. It miss nine. Hay là 12 giờ trưa thì mình nói it's noon. Không phải it's 12 noon nha. It's noon. Okay. It's midnight or it's noon. Right. What else? AM AM là gì các anh chị? 7 AM là gì? Hả? AM là gì? Hả? AM stand for cái gì? AM có nghĩa là gì? Các anh chị? No, đâu phải AM là buổi sáng đâu. Không biết hả? AM viết tắt là gì? Cái bài này các anh chị học rồi phải không? Hả? Cái con chuột này mỗi lần chị mày để sai chỗ là nó rên rỉ.
cái am capital, cái am lowercase a point m point a point m point, cái nào đúng, viết cách nào đúng các anh chị, viết cách nào đúng? Cả ba đúng, hai và ba đúng, cả bốn đúng, cuối đúng, em cách nào cũng đúng, cách nào cũng đúng nha các anh chị. Cái capital đó thường thường ở bên England đó người ta ưa dùng cái chữ word đó, viết word đó, okay. Nhưng mà bên Mỹ thì cách nào cũng đúng hết trơn, đừng có bắt lỗi người ta nha các anh chị. Okay, cách nào cũng đúng. Okay, am đợi tí mình tí xíu nha, đánh nó hơi chậm tại cái chờ tới đợi tí xíu. Ok, AM có nghĩa là ante meridian. Đây là cái tiếng Latin. Nó sẽ tính từ 12 giờ khuya. 12 AM, mình không có nói là sáng nha các anh chị. Ở đây mình sẽ dịch là khuya. Tại vì đúng 0 giờ có nghĩa là mình qua một cái ngày mới. Thành ra cái ngày mới lúc nào nó cũng start from a morning, phải không? Thường thường một cái ngày mới là buổi sáng, phải không các anh chị? Tại tiếng Việt của mình nó hơi 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 rắc rối, nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Nó bắt đầu một cái ngày mới. Thành ra một cái ngày mới đó là nó sẽ là AM, là 12 giờ khuya đó, ok? Cho tới 11 giờ 59. Ok, hay là mình gọi là 0 giờ đó. 11 giờ 59 trưa đó nha các anh chị, chứ không phải là 12 giờ PM. Right. Còn ante, ante có nghĩa là trước. Okay. Meridian có nghĩa là phần nửa ngày trước. Nửa ngày. Okay. Thành ra ante meridian có nghĩa là nửa ngày trước. Từ khuya cho tới 11 giờ 59. Okay. Post. Post. I mean post có nghĩa là sau. PM stand for post meridian. Có nghĩa là nửa ngày sau, post là phía sau, là sau. Có nhiều người biết nói AM PM mà không biết tại AM PM nghĩa là gì. Wow. Post meridian. Nghĩa là 12 PM to 11:59 PM. Đó, đấy. Các anh chị nhớ nha, 11 giờ 59 phút khuya.
chứ không phải là 12 a.m. Ok, rồi còn thắc mắc gì về giờ nữa không? Đi làm toán trừ rồi phải không? Anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Không phải không? Nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Hả? Nhớ tới già chưa? Chưa hả? Bởi vì người ta nói angry, thường thường những người angry ưa chậm tiêu lắm phải không? Tại vì khi mà mình giận á là mình mất khôn. Không dám nói không có khôn mà nó hơi chậm tiêu một chút xíu. Ai cũng nhớ tới già, có mình angry tiger chưa nhớ rồi. Chưa già hả? Thì bởi vậy ráng nhớ tới già, ok, học với Tiểu My là phải nhớ tới già luôn. Ok, now we move to the main issue today. Bây giờ mình làm bài tập về the future. Like I told you yesterday then. Future, mình cũng có bốn thì future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. I will come. I will be coming. I will help come. Come can come. Phải không? I will help come. I will help Ben coming. Đây là công thức cho bốn cái thì tương lai. I will come. I will be coming. I will help. Tại sao mình không double cái em các anh chị? Hả? Hả? Tại sao mình không double cái em? Có ai biết không? Hả? Yeah, tại tận cùng nó bằng chữ Y. Ok. If the word end with the E, drop the E and add the ing. Phải không các anh chị? Nếu động từ cuối cùng bằng chữ Y thì mình sẽ bỏ chữ Y đi rồi mình mới thêm ing. Đừng có ba chốt ba nhán nó ô sao cuối cùng bằng chữ em. Trước nó là một nguyên âm không double chữ em, cuối cùng phải là chữ em nha, nó là chữ Y. Ok, đó là cái luật. Và đây là công thức của bốn thì. Ok. Future symbol, hay là mình gọi là symbol future. Mình nói future symbol hay là symbol future các anh chị? Hả? Họ biết tỉ mi ưa hỏi các anh chị lắm. Lại coi các anh chị biết tới đâu biết không? Cái nào cũng được hả? Cái nào cũng được. Bây giờ mình dịch câu này nè. Ok. Thì tương lai đơn giản nói sao? Thì tương lai đơn giản nói sao? Thì tương lai đơn giản nói sao? Future simple tense hay là simple future tense? Future simple tense hay là simple future tense? Ba chữ, give me three words. Ba chữ. The simple future. Còn chữ tense nữa. Nếu có chữ the thì là bốn chữ.
future simple tense, phải không? Right. Ok, đây là cách mình dùng cái adjective. Tuần tới mình sẽ học adjective. Hôm nay mình chỉ nói sơ sơ thôi nha. Cái gì chánh à? Cái câu mà thì à, tương lai đơn giản thì cái nào là chánh? Cái nào là chánh? Mình đang nói về cái nào? Thì thì tương lai đơn giản. Yeah, mình đang nói về cái tense. Phải không? Mình đang nói về cái thì. Mình đang nói về cái tense. Right? Mình đang nói về cái tense. Thành ra cái tense mình phải để phía sau. Thì mình nói rồi. Cái gì chánh thì phải để phía sau. Right? Rồi. Kế đó cái future symbol. Cái future symbol hai cái này. Cái nào là chánh? Cái nào là chánh? Future. Phải không? Future là chánh. Thành ra mình sẽ để ở phía sau luôn, phải không? Mình phải để ở phía sau luôn. Thành ra mình có tense rồi nè. Đấy. Mình nói ngược từ sau ra trước nha. Tense là để phía sau rồi nè. Kế đó là future nè. Đấy. Cũng để phía sau luôn nè. Đấy. Phải không nè? Rồi chỉ còn cái chữ cuối cùng là symbol, phải không? Kế, nghĩa là mình nói ngược từ phía sau ra phía trước, phải không? Đó, rồi giờ mình sắp vô trong cái câu thì mình sẽ có là the symbol future tense. Nó ngoan gì? Dễ ẹt. Đã nói rồi cái gì chánh để phía sau. Ok. Rồi, các anh chị biết dùng chưa? Mình sẽ học thêm chi tiết về cái adjective này. Ok. Cho tuần tới. Chiều không nè? Hả? Yes hay là ok? Yes hay là ok? Hả? Mến chào Thi Dương và các anh chị. Yes, ok. Yes hay là ok? Khi nào nói yes, khi nào nói ok nè. Học tới đâu hỏi các anh chị tới đó. Coi các anh chị, coi các anh chị còn nhớ hay không. Ok. Nhiều khi mình phải học đi học lại hoài mình mới nhớ tới già được, biết không? Khi nào dùng, khi nào nói yes nè. Trả lời đi hả? Khi nào nói yes? Hả? Khi nào nói yes? Khi nào mà mình, các anh chị nghĩ mình trả lời yes? Không, cho thí dụ một cái đi. Cho thí dụ một cái đi. Nó không phải. Cái điểm chánh kìa, chứ đừng nói nhỏ lớn gì hết trơn đó. Áp dụng cho mọi người hết trơn, già trẻ lớn bé gì. Khi nào mình nói yes? Hả? Cô là người lớn, nó không phải. Thôi đừng kể cho Tiểu My là con nít đi. Ok. Không cần biết là già trẻ lớn bé gì hết trơn. Khi, cái điểm chánh là khi nào mình nói yes. Khi nào mà mình xác định một cái chuyện gì đó đúng hay là không. Ok. Very good chan. Khi nào mình xác định một cái chuyện gì đó đúng hay là không thì mình sẽ nói yes. Ok. Ví dụ này, are you a student? Yes hay ok nè. Are you a student? Yes hay ok. Yeah, bạn có phải là học sinh hay không? Yes. Mình không có được nói ok. Mình phải trả lời yes. Right. Bây giờ câu này nè. Have you just come? Have you just come? I mean, have you just come? Okay, hay là yes? Have you just come? Yes hay là okay? Have you just come là gì? Angry tiger. Với lại chém gió. Với lại Quỳnh Tuấn.
Have you just come? Bạn vừa đến phải không? Phải không? Mình xác mình hỏi coi cái điều đó đúng hay không. Thì mình phải trả lời sao? Chém gió đúng rồi đó. Mình phải trả lời yes hay là no, phải không? Hay nên mình không có nói ok được. Tại vì đây là một cái câu hỏi hỏi coi có phải đúng hay là không. Và dĩ nhiên thì yes I have rồi, nhưng mà chỉ mình chỉ muốn biết các anh chị nói yes hay là ok thôi. Các anh chị hiểu rồi phải không? No, no, LP. Are you okay? Khi mà một cái câu hỏi ngắn gọn, một cái câu hỏi yes, no question, thường thường là mình trả lời là với cái short answer. No, no, dear, chuyện này. Mình trả lời I'm okay cũng được. Mình trả lời vậy cũng được. Nhưng mà thường thường mình nói yes, I am. Nó, cái đó nó gọi là short question, I mean short answer. Những câu hỏi gì yes, no question, mình nên dùng cái short answer để mình trả lời. Are you a student? Yes, I am. Mình không có cần lặp lại là yes, I am a student. Mình không cần lặp lại như vậy. Mình chỉ trả lời ngắn gọn, yes, I am. Are you okay? Yes, I am. Okay. No, no, hiểu tiếng mình nói phải không? Thấy không? Khi thường thường yes, no question, mình dùng cái short answer để mình trả lời. Do you go to school? Are you going to school? Yes, I am. Do you go to school now? Yes, I do. Right? No, hiểu chị mình nói phải không? Các anh chị khác cũng hiểu phải không? Right? Say yes, đi, please. Khi mà chị mình hỏi, does make sense to you? Does it make sense to you? Thì các anh chị trả lời yes hay là okay? Does it make sense to you? Yes, okay. Nói tóm lại, những câu hỏi mà để xác định cái chuyện đó đúng hay không, phải hay không, thì mình chỉ trả lời chữ yes thôi, mình không được nói ok. Is this your book? Is this your book? Trả lời sao? Is this your book? Yes, it is. Anh chị thấy không? Yes, it is. Không ai nói là ok, it is. Đồng ý không nào? Đâu ai nói ok, it is đâu. Phải không? Không, chỉ mình chỉ là mình đang mention về vấn đề yes hay là ok thôi. Right? Is this your book? Yes, it is. Ai nói ok, it is đâu. Right? Rồi, hiểu cách dùng yes rồi phải không? Nhớ nha, rất là giản dị. Những câu hỏi mà để xác định coi chuyện đó đúng hay không, phải hay không, thì mình dùng chữ yes. Từ từ, take it easy, take it easy, take it easy. Nghĩa là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Giờ nắm vững cách dùng yes chưa Đặng Văn Nam? Ha? Trả lời trước đi, nắm vững chưa? Nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Hỏi nhớ tới già chưa, say ok hay là yes các anh chị? Nhớ tới già chưa, trả lời là yes hay là ok? Mới vừa học rồi. Phải trả lời là yes. Okay. Xác định cái câu đó đúng phải hay không? Okay. Mới vừa nói rồi. Cũng giờ chưa có qua chữ ok được, tại các anh chị còn sai, trả lời sai. Chừng nào cả room mà trả lời đúng mới được. Chỉ cần một người sai là mình học hoài. Ok. Chỉ cần một người trả lời sai là học hoài. Bây giờ cho thí dụ khác nè. Hôm nay mình làm bài tập về tương lai, phải không? Trả lời yes hay no. Huh? Yes. I mean trả lời yes hay là ok? Yes. Okay. Yes. Hay là câu khác nha.
hỏi đến chừng nào mà các anh chị phải trả lời giống nhau mới được. Giống nhau mới được. Do you finish your work? Do you finish your work? Yes, hello, okay. Yes, okay. Can you come to me? I mean, can you come over to my house? Can you come to my house? Can you come over to my house? Yes, hello, okay. Yes cũng được. Ok cũng được. Yes cũng được. Ok cũng được luôn. Trường hợp này yes cũng được, ok cũng được. Okay. Thêm trả lời ok, sợ sai cô la. Trời ơi, tội nghiệp thì thôi. Ok rồi, bây giờ các anh chị nắm vững cái yes rồi phải không? Khi nào nói trở lại nè, khi nào câu hỏi hỏi xác định lại cái đó đúng hay là sai, có hay là không, đúng hay là sai, phải hay là không, thì mình sẽ trả lời yes. Còn cái câu can you do it for me, đại khái vậy đi, câu này đi. Trả lời yes hay là ok, can you do it for me? Bạn có thể làm cái đó cho tôi được hay không? Yes, cái này yes hay ok gì cũng được hết trơn. Ok, ok, I can hay là yes, I can. Ok. Tại sao? Mình trả lời yes với những người lớn hơn mình, hay là trả lời mình muốn lịch sự với cái người nào đó. Ok. Hay là những cái người lớn hơn mình, những cái người mà mình tôn trọng, thì mình say yes. Còn ok là những cái người ngang hàng với mình, hay là những cái người lạ mà mình không biết, hay là nghĩa là chữ chữ ok là nó không có được nice bằng chữ yes. Và những câu hỏi để trả lời yes hay ok gì cũng được là những câu hỏi ví dụ mình yêu cầu người đó làm cái chuyện gì đó, khi những cái lời yêu cầu hay là những cái yes khái như vậy, thường thường là để yêu cầu người người đó làm cái chuyện gì đó, thì mình sẽ trả lời yes hay là thì người người nào ví dụ họ yêu cầu mình làm chuyện gì đó thì mình sẽ trả lời yes hay là ok tùy theo người đối diện. Muốn chị hiểu rồi phải không? Và không phải hỏi đúng hay là sai mà hỏi right, thí dụ như là nói là would you please come at 7:30? Would you please come at 7:30? Các anh chị trả lời làm sao? Yes hay là ok gì cũng được. Tại vì họ hỏi mình bạn có thể làm ơn tới lúc 7:30 được hay không? Thấy không? Yêu cầu mà. Bạn có thể tới lúc 7:30 được hay không? Thì mình nói yes cũng được, ok cũng được. Right? Hay là nói là can you shut the door for me, please? Hay là could you shut the door for me please? Thì trả lời sao? Yes hay là ok? Tại đó là những cái lời yêu cầu mà. Would you please pass the sugar for me? Would you please pass the sugar for me? Yes hay là ok? Khi trả lời được hai cái, anh chị bring hai cái luôn, ok? Yes hay là ok? Right? Hay là can you tell me the answer? Can you tell me the answer? Could you tell me the answer? Could you tell me the answer?
yes hay là okay, phải không? Nghĩa là những cái câu hỏi yêu cầu người làm cái chuyện gì đó. Còn những câu hỏi mà xác định có đúng hay không, phải hay không, thì mình sẽ trả lời là yes. Rồi, các anh chị nắm vững chưa? Hả? Say yes đi. Đừng nói ok nha. Hỏi các anh chị nắm vững chưa thì các anh chị trả lời yes hay là ok. Các anh chị nắm vững chưa? Hả? Yes, ok, không có ok ở trống nha. Hỏi cái câu xác định là đúng hay là không, ok? Rồi. Yes, say yes. Nhớ nha. Nhất là trong power talk này đó, hỏi chứ. You just come? You just log in? Ok. Ok, what? Trời. Bạn mới vừa log in vô hả? Ok. Các anh chị thấy không? Hỏi chứ bạn mới vừa log in vô hả? Trả lời sao? Yes hay là ok? Hả? Trả lời sao? Yes, ok. Xác định coi cái điều đó có đúng hay là không. Bạn mới vừa log in vô hả? You just log in? Yes. Ok. Rồi nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Say yes đi. Yes, nhớ tới già rồi. Nghe nhớ tới chết luôn. Ok. Said no hả? Quýnh cái chết bây giờ đây. Said no. Rồi bây giờ học với Tiểu My là phải, các anh chị phải sẵn sàng chiến đấu. Ok, Tiểu My hỏi bất cứ lúc nào, bất cứ cái gì. Mà thường thường Tiểu My hỏi những cái gì mà Tiểu My đã chia sẻ cho các anh chị rồi nha. Ít khi nào mà chưa học mà hỏi hết trơn á. Ok, nên đừng có sợ. Đấy. Rồi bây giờ làm bài tập nè. Thì tương lai, I will come. Giờ ôm lại cho các anh chị chút xíu. I am. No 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 no, không dùng động từ to come được. I will play. I am going to play. I am playing. Ba câu này đều ở thì tương lai. I will play game. I'm going to play game. I'm playing game. Điều ở đều là tương lai. Symbol future nha các anh chị. Điều ở ở tương lai, ở thì ở tương lai đơn giản đó. Nhưng mà khi nào mình nói là I will play, I'm going to play and I'm playing. I will play là chúng mình chỉ ôm lại quickly nhanh nha các anh chị, chứ không có go over cái bài text nữa là chắc mất giờ. I will play là nói, là hứa cuội, là nói khơi khơi, giọt miệng ra nói chứ chưa có ý định làm cái chuyện đó. I will play game after I finish my homework. Tôi sẽ chơi game sau khi tôi xong làm bài xong. Nhưng mà đến chừng mình làm bài xong rồi, cái sau mình có chuyện khác mình làm chứ mình không có play game. Đó là khi là mình dùng chữ will. Okay, I'm going to play game after I finish my homework. Là tại vì cái này là mình đã có cái dự định rồi. Mình sẽ chơi game với bạn của mình, nó đang ngồi đợi mình ở ngoài phòng khách kìa. À, khá như vậy, mình đang trong phòng học, nó đợi mình ngồi ngoài phòng khách đặng mình chơi game với nó. Thì mình nói câu này. Okay, I'm going to play game with my friend. Nghĩa là mình có cái dự định trong đầu rồi. Okay, và mình sẽ làm cái chuyện đó sau khi mà mình làm xong cái bài homework của mình. Okay, không có hứa cuội. Này hứa thiệt chứ không có hứa cuội. Right? Rồi. Nhưng mà mình không biết là khi nào mà mình làm xong cái bài học. Khi mà mình dùng cái be going to đó, thì cái thời gian mình không có biết được khi nào mình sẽ làm chuyện đó. Có thể là mình làm xong bài trong vòng 5 phút, có
có thể là 10 phút, có thể là nửa tiếng nữa, có thể là một tiếng nữa, cái thời gian mình không có biết. Thế. Còn cái câu cuối cùng, I am playing game soon. Thì mình thì cái câu cuối cùng cũng dịch là sẽ, tôi sẽ chơi game với bạn tôi trong chốc lát nữa. Cái này có nghĩa là mình gần làm xong bài học rồi, còn 5 phút nữa là xong, giỏi lắm 10 phút nữa là xong. Nghĩa là cái thời gian nó phải càng gần càng tốt, mình phải hiểu trong đầu. Nhiều khi tốt nhất là mình phải mention cái thời gian ra, càng gần càng tốt. Tại sao vậy? Tại cách dùng này cho một cái trường hợp là mình đã dự định chắc chắn 100% mình làm chuyện đó, thành ra mình phải để thời gian càng gần để cho nó không có thay đổi được nữa. Ví dụ còn 5 phút nữa mình làm xong bài tập rồi, dĩ nhiên là mình chơi game rồi. Ok, phải không các anh chị? Hả? Ok, cái I'm going to play game. I am going to play game. Ok, hỏi cái I am playing game. Đây là cái đây là present continuous, hiện tại tiếp diễn. Ok, Đặng Văn Nam đang thắc mắc chỗ này phải không? I am playing game. Mình không cần để chữ now vô thì mình biết là mình đang làm cái chuyện đó. Đây là present tense. Trong khi đó this one right here, Đặng Văn Nam mới vô rừng học với chữ me phải không? Say yes please. Phải không? Đặng Văn Nam, answer me please. When someone asks you a question, that means you owe them an answer. Đặng Văn Nam mới vô room phải không? Học với chị My phải không? Lê Bích Ngọc luôn phải không? Say yes đi. Yes, biết không? Ai mới vô room là không biết trời đất gì hết trơn á. Cái này học rồi. Hey. Em biết liền ha. I am play game soon. Okay. Một thì là hiện tại and một thì là tương lai. Hiện tại có nghĩa là cái việc đó nó đang xảy ra. Còn tương lai có nghĩa là cái việc đó nó chưa xảy ra. Okay. Thành ra mình muốn dùng cái present continuous cho future thì mình phải để cái thời điểm vô. Yeah, đây là tương lai nha. Không phải là tương lai lúc nào cũng chữ will đâu. Nó có 3 cách dùng tương lai. Okay. Khi mà mình dùng cái present continuous for future thì mình phải để cái thời điểm vô. Bắt buộc mình phải để cái thời điểm vô. Nếu mình không để cái thời điểm vô thì người ta sẽ hiểu lầm mình đang làm chuyện đó. The bus is leaving in 10 minutes. Cái này xảy ra chưa? Cái này xảy ra chưa các anh chị? Hả? Chưa. Thấy không? Thành ra cái khi mà mình nói tương lai mà mình dùng cái present continuous, bắt buộc mình phải để thời điểm vô please. Anh chị thấy không? Còn 10 phút nữa thôi xe bus nó sẽ chạy. Thì chắc chắn 10 phút nữa xe bus nó sẽ chạy. Phải không? Nhưng mà bây giờ nó chưa chạy. Anh chị hiểu rồi phải không? Nếu không để thời điểm vô, người ta hiểu là cái việc đó nó đang xảy ra. Okay. Nên đã đừng có bắt lỗi nha, đừng có bắt lỗi người ta. Tỉ mì tha cho Đặng Văn Nam á. Okay. Tại Đặng Văn Nam chưa biết. Okay. Nên tỉ mì không có bắt lỗi. Rồi hiểu rồi phải không các anh chị? Nghĩa là có 3 cách áp dụng thì future symbol. Okay, một là mình dùng chữ will. Will là hứa cuội. Chị nhớ điều này nha. Will là hứa cuội. Có nghĩa là có thể thay đổi. Hoặc là
mình nói ra cái ý định ngay cái mình quyết định cái sự việc đó ngay cái lúc mà mình đang nói. Ok, thành ra từ đây đến sau đó nói về tương lai đừng có dùng chữ will, chỉ trừ trường hợp là mình chưa có biết trước, mình nói nhưng mà mình có làm hay không thì mình mới dùng chữ will, còn không thì mình phải dùng chữ I'm going to, be going to, hay là present continuous. Okay. Ok, bây giờ tìm thì cho các anh chị một câu. Ok. Các anh chị dùng chữ will hay là be going to hay là present continuous. Ok. Giữa giờ không. Không có nghĩ gì hết trơn á. Học cho chết luôn cho rồi đi. I'm hungry. Oh, I make you a sandwich. Yes. Angry Tiger. Angry Tiger đổi nick lại đi là thông minh trở lại. Là hết chậm tiêu liền hả? Angry Tiger đổi nick đi. Ok. Đổi nick là Funny Tiger. Ok. Tại sao dùng chữ will ở đây? Anh Đặng Văn Nam luôn. Đặng Văn Nam chưa hiểu vấn đề. Cái sự việc mà mình làm một cái sandwich cho em mình hay cho ai? Có tính trước hay không? Đặng Văn Nam có tính trước hay không? Hả? Có dự định không? Có dự định, có plan trước không? Không. Không. Phải không? Không. Right. Thành ra khi mà mình chỉ giọt miệng mình nói, mình quyết định làm cái chuyện đó ngay cái thời điểm đó, mình chưa có dự định gì hết trơn. Mình sẽ dùng chữ will. Ok. Đàm Văn Nam hiểu rồi phải không? Yeah, will. Mới vừa giọt miệng nói thôi mà. Right, cảm ơn. Ok, now next one. He studied law at Cambridge University next year. Ông ta sẽ học luật ở tại cái trường đại học Cambridge năm tới. Very good. Ở đây có dự định trước không? Hả? Đặng Văn Nam chưa có nắm vững vấn đề. Có dự định trước không? Không dự định làm sao biết là Cambridge? Phải không? Giờ có kế hoạch rồi. Right? Next year thì nó hơi xa. Phải không? Thành ra đây mình không có dùng cái present continuous hay là will được. Ra đây mình sẽ dùng is going to. Very good. Đặng Văn Nam hiểu. Đặng Văn Nam hiểu rồi phải không? Đặng Văn Nam hiểu rồi phải không? Nhớ nhà tiếng rồi. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau cái chỗ be going to. Mình không cần để cái thời điểm vô cũng được, tại vì mình không, mình có dự định nhưng mà cái vấn đề đó, cái chuyện đó mình không biết là mình làm khi nào. Còn cái present continuous đó, thì mình phải để cái thời điểm nó càng gần càng tốt, tại cái điều đó chắc chắn phải xảy ra gần như là 100%. Thành ra mình để cái thời điểm càng gần càng tốt. In 5 minutes, soon, đại khái như vậy. Ok. Đàm Văn Nam hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Say yes đi. Ok, cảm ơn. Rồi, câu này nha. Câu này nha. Oh, darling, I love you so much. You marry me? Yeah.
Yeah, ở đây dùng chữ will, phải không? Will. Tại vì mình đâu có biết trước là mình chỉ đặt câu hỏi thôi. Mình đâu có biết trước là cô ta đã dự định cưới mình hay chưa, hay không? Phải không các anh chị? Đấy. Cô ta đã có cái dự định get married với mình hay chưa? Thành ra mình chưa biết trước là mình sẽ dùng chữ will. Thấy không các anh chị? Mình không có nói là are you going to marry me? Ví dụ các anh chị nói are you going to marry me có vẻ như là bắt buộc quá đi. Okay. Darling là người yêu, em yêu. Ví dụ mình thương ai đó, mình cảm thấy mình mến, mình thương ai, thương thương hay là yêu ai, hay là cảm thấy mến thương người đó, mình cũng dùng darling. Ví dụ mình nói một thấy một em nhỏ dễ thương đó, darling. Do you want go with me? Đại khái như vậy, go to the movie with me hay gì đó, đại khái vậy. Darling là một cái tiếng gọi cái người nào một cách ngọt ngào, thương yêu á, đại khái như vậy. Mà thường thường dùng cho người yêu nhiều hơn. Okay, darling. Rồi thành ra đây sẽ là will. Okay, will you marry me? Okay, next one. Jack, meet George tomorrow afternoon. Jack nó sẽ gặp George trưa mai. Yeah, it's meeting, okay? Là it's going to meet. Nếu mà cái thời điểm nó xa, tùy theo cái thời điểm gần xa mà các anh chị dùng be going to hay là present continuous. Thí dụ như bây giờ là buổi sáng thì trưa mai nó có vẻ nó hơi xa xa rồi phải không? Phải không các anh chị, đến trưa mai là có vẻ hơi xa xa nhưng mà ít nhất nó có cái plan rồi thì mình sẽ dùng be going to. Còn bây giờ là tối rồi, okay, tối rồi thì trưa mai nó cũng gần gần thì mình sẽ dùng cái present continuous. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Mến chào Hoa Hải Anh mới vào. Chị hiểu rồi phải không? Dạ, tùy theo cái thời điểm mà mình dùng cái be going to hay là present continuous. Ok, câu này. Câu này. I think he'd be very successful. Tôi nghĩ là ông ta sẽ rất là thành công. Yes, ở đây tại sao mình dùng chữ will? Hả? Tại sao dùng chữ will ở đây? Anh chị phải biết trả lời nha. You have to know what you're doing. Tại vì cái sự tin, okay? Những cái điều mà mình tin, mình guess hay là gì đó, mình hope thì chưa chắc gì nó xảy ra, chưa chắc gì đúng như vậy, cái chỉ là cái điều đó đối đối với mình thôi. Mình đâu có biết cái người đó thật sự làm sao, phải không? Thành ra không có cái gì chắc hết trơn đó. Thì mình sẽ dùng chữ will. Ok, dùng chữ will. Very good. Ok, next one. When you visit me next year, when you visit me next year, khi nào mà bạn tới thăm tôi vậy? À, năm tới khi nào bạn tới thăm tôi? Yes, ở đây mình sẽ dùng be going to. Tại next year nó xa rồi. Có cái dự định chưa cá? Có dự định chưa? Hả? Không có dự định làm sao biết next year? Đúng không? Right. Tại cái người kia nói sẽ tới thăm mình next year, năm tới, mà mình không biết năm tới là tháng mấy, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, phải không? Cái người kia nói với mình rồi, tôi sẽ tới thăm bạn next year, thì mình mới hỏi lại, when are you going to visit me next year? Right? Yeah, nếu như có dự định thì mình dùng be going to. Và nếu mà cái thời gian xa, mình chưa biết khi nào. Okay, next one. As soon as
She arrives in Dallas. She gives you a call. Ngay cái lúc mà cô ta tới Dallas đó, thì cô ta sẽ gọi bạn. Ok Thanh Thúy, cái điều này á, mình có biết trước không? Hả? Mình có biết trước cái cô ta sẽ gọi không? Hả? Không biết. Thấy không? Mình nói vậy thôi, đây là cái người thứ ba nói với cái người thứ hai. I mean cái người thứ hai nói với cái người thứ nhất. Còn cái người thứ ba họ có làm hay không đâu có biết được. Thấy không? She mà đâu có phải nói là ai đâu. Chừng nào nói là ai đó thì mình mới dùng cái be going to hay là present continuous. As soon as I arrive in Dallas, I am giving you a call. Hiểu chỗ này phải không? Các thì phải. No, Thanh Thúy. Anh chị đồng ý không? Right? Cái này là cái người khác nói chứ không phải cái người mà tới Dallas quyết định. Khi nào mình dùng chữ I đó thì mình mới mới có cái plan. Còn cái này mình chỉ guess như vậy, mình nghĩ như vậy, mình đoán như vậy thôi. Mình cho là nó như vậy thôi chứ không phải người kia cho. Ở đây mình sẽ dùng she will, okay? She will give you a call. Nghĩa là cái sự gì mà request hay là guess hay là hope hay là tin gì đó, những cái động từ mà nó hơi trừu tượng á, thì chỉ là mình sẽ dùng chữ will. Who do you think win the next national election? Bạn nghĩ ai sẽ thắng cái cuộc bầu cử quốc gia? Yeah, đây là will. Mình mới tin thôi, mình đâu biết sự việc nó xảy ra làm sao đâu. Right. Mình đâu có biết trước được. Sau đây sẽ là will win. Ok, now next one. I promise you I finish my homework on time next time. Okay, answer me. Is there a plan here? Có cái dự định trước không các anh chị? Hả? Có dự định trước. Tại sao không? Tại vì mình mới giọt miệng nói thôi. Mình đâu có promise trước đâu. Thí dụ câu này, ok? Thí dụ câu này. Ok, mình không có turn in homework. You don't turn in homework on time. So the teacher say, ok, you're going to fail. Nghĩa là ông thầy ông nói là bạn sẽ rớt rồi, ok? Bạn sẽ rớt rồi. Ông thầy ông sẽ cho rớt. Thì mình quán hồn mình ấy. I'm sorry sir, I promise you I finish my homework on time next time. Anh chị thấy không? Mới vừa nói thôi, mới vừa giọt miệng hứa thôi. Chứ đâu mình đâu có biết trước ông thầy ông cho mình rớt đâu mà mình nghĩ trong đầu mình sẽ hứa chuyện đó. Phải không? Đồng ý không nào? Phải không các anh chị? Thành ra ở đây mình mới vừa giọt miệng mình hứa thôi. Chứ mình đâu có biết trước ông thầy ông sẽ cho mình fail đâu mà mình nghĩ trong đầu mình sẽ hứa. Right? Nên đây không có cái plan trước, không có cái promise, không có plan là to promise. Nên đây mình sẽ dùng chữ will. Right? Nhiều khi mình hứa như vậy mà chưa chắc gì mình giữ lời hứa nữa đó, phải không các anh chị? Nên chữ will vô tựa như là hứa cuội. Right?
Nghĩa là nói, cái này tụi mình nói chung chung thôi, còn những cái trường hợp nào mà đặc biệt các anh chị cứ bring up. Okay? Cứ nêu ra rồi mình sẽ discuss. Này tụi mình nói chung chung như vậy đó. Và thường thường là như vậy. So đây mình sẽ nói là I will, okay? I promise you I will finish my homework on time next time. Ok, sẵn đây mình ôm luôn. Khi nào mình dùng on time and khi nào mình dùng in time? Debate là debate thường thường tới cái ngày bầu cử, những cái ứng cử viên ưa debate với nhau, nghĩa là gì các anh chị? Nghĩa là hai người thật sự không phải là cãi nhau, mà hai người thí dụ người ta nêu lên một cái đề tài nào đó, về cái đề tài nào đó, thì hai người phải nói cái ý kiến của mình. Okay, nói làm sao cho ý kiến của mình đúng. Thì những cái ứng cử, những cái người mà bầu cử bầu cho mình nghe và coi ai nói có lý thì sẽ bầu cho người đó. Thì hai cái người đó phải debate với nhau. Okay, về hùng biện đó, giờ gọi là hùng biện đó, hùng biện đó nó đúng hơn. Và hùng biện á, debate là hùng biện. Khi nào dùng on time, khi nào dùng in time? Cái này cũng học rồi nha các anh chị. Chỉ mình ôm lại cho ôm lại cho các anh chị nào chưa học thôi. On time là đúng giờ, in time là gần đúng giờ. Yes, on time nó là exactly the time the time as is stated. Còn in time đó là thường thường là trước giờ. Okay, in time là thường thường là trước giờ. On time là đúng giờ, còn in time là thường thường trước giờ. Các anh chị có nhớ cái vòng tròn không? The magic circle. Các anh chị có nhớ cái vòng tròn không? Vòng tròn magic không? Hả? Dạ, heo trắng nhớ kìa. Có anh chị nào không biết cái vòng tròn magic không? Magic circle không? Không hả? Còn ai không biết nữa? Đánh số 1 nhiều nhiều đi rồi tiểu mi ôm lại. Không biết thiệt hả? Ok. Rồi, nhiều quá, được rồi. Biết vẽ vòng tròn rồi chưa? Say yes đi, rồi nói tiếp. Vẽ đi Đặng Văn Nam, còn đợi gì nữa? Rồi. Ở trong cái vòng tròn đó, in the circle, and viết chữ in ở trong cái vòng tròn. Rồi chưa? Rồi. Nhớ nha, cái vòng tròn này nó rất là hay đó các anh chị, nó rất là hay á. Phải không heo trắng? Phải không? Gọi là magic. Magical circle. Thấy không? Heo trắng nói yes kìa. Rồi trên cái đường chu vi của cái vòng tròn đó, mình đề chữ on. Bring the on. Okay. Trên cái đường chu vi, vòng tròn kỳ diệu. That's right. Trên cái đường chu vi của vòng tròn á, mình đề chữ on. Okay. Rồi. Xong chưa? Là sao? Là gì? Không biết cái đường chu vi của vòng tròn hả? Là cái đường, trời đất, là cái đường bao bọc cái vòng tròn á, hiểu không? Cái vành tròn á, cái đường biên giới của cái vòng tròn á. Đại gia Nam hiểu không hả? Đại gia Nam, ok, không rõ hả? Rồi, hiểu rồi phải không?
Yeah, trên cái đường chu vi của vòng tròn á thì mình để chữ on ngay chỗ đó, ok? Rồi, xong rồi phải không? Để như Nam làm bộ hả? Làm bộ hả? Không được làm bộ nha. Trong này không được giả nai nha, ok? Rồi, ở ngoài cái vòng tròn. Ok, ở ngoài cái vòng tròn. Ở trên cái vòng tròn và ở trong cái vòng tròn mình để chữ at. Mình bring the at. Có nghĩa là chữ at everywhere, ở ngoài, ở trên và ở trong luôn. Ok. Nghĩa là chữ at everywhere. Hay chưa? Chữ at vừa ở trong, chữ at vừa ở ngoài và chữ at nằm trên cái vòng tròn luôn. Ok. Rồi. Xong hết chưa? Xong rồi, hết rồi phải không? Giờ bắt đầu áp dụng nè. Ở trong cái vòng tròn á là mình đề số 7. Ok, trong vòng tròn mình đề số 7. Ở trên cái vòng tròn á mình đề số 8. Ok. Mình đề số 8. Trên cái đường tròn á, trên cái chu vi mình đề số 8. Ở ngoài đó mình đề số 9. Ok, ở ngoài vòng tròn mình đề số 9, rồi chưa? 7, 8, 9. Right. Thì thí dụ giờ mình nói giờ nè, ok? Mình nói giờ nè. 7 giờ 55 nó nằm ở trong, ở trên hay ở ngoài? Đố các anh chị. 7 giờ 55 nằm ở trong, nó là in phải không? Nó là in, right? 7 giờ 15. 7 giờ 15 in luôn, right? À, 6 giờ 4 I mean à 7 giờ I mean 6 giờ 48. 6 giờ 48 in luôn phải không? In luôn, right? Ok. Bây giờ mình chơi in với on thôi, ok, đừng chơi chữ add, ok, chữ add để phang đã. Cái này nó rất là hay nha các anh chị. Mình sẽ học cái này ở trong cái bài reposition, giới từ á. Okay. Này, nhưng mà này chỉ là một một phần nhỏ thôi. Rồi bây giờ 8 giờ. 8 giờ nó nằm ở đâu? Nhớ nhà 7 8 9 right? 8 giờ nó nằm ở đâu? On, right? Exactly 8 giờ là chữ on. Tại làm sao? Tại vì cái chu vi là cái gì? Là một điểm, phải không các anh chị? Một điểm hợp lại, nhiều cái một điểm hợp lại thành một cái đường chu vi. Đồng ý không nào? Thành một cái đường thẳng hay một đường tròn gì không cần biết, các anh chị học toán rồi phải không? Một cái đường thẳng gồm có nhiều một nhiều cái single point hợp lại phải không? Thành ra 8 giờ exactly, 8 giờ sharp đó là nó phải nằm ở cái trên cái chữ on, đồng ý không nào? Right. 8 giờ 15. 8 giờ 15 là chữ at, nó nằm ở ngoài rồi phải không? Nó qua tới khoảng 9 giờ, gần 9 giờ rồi, thấy rõ ràng chưa, phải không? Là chữ at, right? Nó ra ngoài rồi, tại vì chu vi là chỉ có một điểm thôi, thành ra 8 giờ đó là ngay chốc cái chữ on, phải không? Rồi bây giờ đó các anh chị, thí dụ như các anh chị đi làm, các anh chị nên on time hay là in time? Ví dụ các anh chị đi làm, bắt đầu làm việc lúc 8 giờ thì các anh chị nên on time hay là in time? Hả? In time. Phải không? Các anh chị on time rủi nó trễ rồi làm sao? Phải không? Mình nên tới cái sở làm trước cái giờ ấn định. Nhất là các anh chị đi interview đồ này kia đó, các anh chị nên on time hay là in time? In time. Right? Nãy giờ các anh chị biết in time là gì, on time là gì rồi phải không? Right? Cái gì mình cũng nên in time hơn là on time. Tại sao in time?
Thí dụ như interview lúc 8 giờ. Các anh chị tới cái chỗ interview đúng 8 giờ là các anh chị chết rồi. Nhiều khi mình tới đó đúng 8 giờ cái sao mình quên giấy tờ ở nhà. Không biết không nào. Mình quên giấy tờ ở nhà, chết rồi. Phải đến trước để chuẩn bị. Hay là các anh chị cứ plan, ví dụ từ nhà mình tới 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 cái chỗ interview nửa tiếng thôi, phải không? Các anh chị nghĩ đi từ đây đến đó nửa tiếng, thành ra 7:30 các anh chị mới đi. Để 8 giờ tới đúng ngay chỗ chốc ngay chỗ đó 8 giờ. Wow, đến chừng nửa đường mình bị kẹt xe, mình bị bể bánh xe, rồi mình quên giấy tờ, mình phải quay về có phải có trễ phải không? Đấy. Thành ra cái hẹn 8 giờ mình phải plan mình tới đó là 7:45. Okay. Hay là 7:30 at least. Rồi mình từ đó mình mới plan cái time để mình đi. Phải không các anh chị? Right? Tony chưa hiểu hả? Còn chém gió còn You are so nasty to me. Ở trong room này không được nói để cho người ta tưởng tượng bậy bạ nha các anh chị. Okay. Yeah, các anh chị hiểu on time, in time rồi phải không? Hiểu rồi phải không? So lúc nào mình cũng nên in time hơn là on time. Rồi bây giờ một câu chuyện khác. Bây giờ mình đang ngồi ở trong lớp học. Người mẹ mới hỏi mình chứ, where are you now? Thì các anh chị nên nói là I'm in school, at school hay là on school. Anh chị nói làm sao? Ok, nếu mà chắc chắn các anh chị ngồi, đang ngồi ở trong lớp học thì các anh chị nên nói in school. Chắc chắn á, khi mình đang ngồi ở trong lớp hay là mình đang trong lớp mà mình chưa học thì mình dùng chữ in, nó chính xác hơn để mẹ mình an tâm hơn. Còn mình dùng chữ at là bà sợ lắm, biết không? Bà nghĩ mà mình đang đứng ở ngoài cổng trường. Có thể nghĩ vậy phải không các anh chị? Right? Thành ra nếu mình đang ở trong trường thì mình phải nói chữ in cho rõ ràng, cho làm cho mẹ mình an tâm. Ok? Còn mình nói chữ at là bà tưởng tượng. At cũng được mà in cũng được, nhưng mà mình nên nói in. Ok? Rồi, thí dụ bà hỏi mình, mẹ mình hỏi mình chứ. Ok, where do you want I pick you up? Mình đang ở trường. Mẹ mình hỏi mình chứ, con muốn mẹ rước ở đâu? Thì mình trả lời làm sao? Pick me up at school, in school, hay là on school? Yeah, at school. At school có nghĩa là sao on school được các anh chị? At nó everywhere mà, nó có thể đứng ở ngoài, nó có thể đứng ngay cái cổng trường, và nó cũng có thể ở trong trường, phải không? At là everywhere, right? Thành ra tốt hơn mình nói chữ at, có nghĩa là mình sẽ ra ngoài cổng trường, mình đứng đợi mẹ mình, phải không? Hay là mình đứng trước cổng trường để đợi mẹ mình, right? Hay là có thể mình đứng ở trong trường để đợi mẹ mình, phải không? Thành ra chính xác hơn mình nên dùng chữ at. Okay. Cái place không có dùng chữ on nha các anh chị. Cái nơi chốn không dùng chữ on. Không có ai nói là on school hết trơn. Okay. Mẹ mình chứ không phải là mẹ mình nha. Mẹ không phải mẹ mình mà mẹ mình. Okay. Rồi các anh chị nắm vững cái vòng tròn rồi phải không? Cái vòng tròn này nó rất là hay các anh chị. Nữa mình học về cái giới từ đó, mình sẽ dùng nó. Khi nào dùng on, khi nào dùng in, khi nào dùng at, right? Có ai chưa nắm vững không? Hả? Có ai chưa biết không? Chưa nắm vững cái vòng tròn à? Hồi nãy ai nói cái câu gì hay vòng tròn gì? Vòng tròn magical circle. Chưa hả? Dòng tròn kỳ diệu. Ok, dòng tròn kỳ diệu à, có người chưa biết kìa. Thế mới phải lặp lại nữa chắc chết.
Ok rồi. Nhớ tôi già rồi phải không? Bây giờ có mấy người chưa có biết cái vòng tròn kỳ diệu, đánh số 1 thử coi. Đánh số 1 thử coi. Ha. Có một người thôi, hai người thôi. Và chỉ có hai người, ít quá. Khe vậy mình thông qua nha. Ngu quá. Như như quăng, như quăng hả? Như quăng hả? Như quăng. Ok, như quan để cuối giờ mà còn giờ thì Tiểu My sẽ thông qua. Ok. Rồi các anh chị nhớ vòng tròn rồi phải không? Bây giờ mình trở lại bài tập. Ok. Please be wary of the third party website that has you for your password. Các anh chị biết cái the third party nghĩa là gì không? Có nghĩa là những cái Paltalk, những cái link mà Paltalk giả đó các anh chị. Ok. Những cái website của Paltalk giống y hệt như Paltalk vậy đó. Ví dụ nó cũng đề là www.paltalk.com mà người ta gửi cho các anh chị đó. Cái điều này rất là quan trọng, nhất là những các anh chị nào có nick màu. Ok. Mà người ta gửi cho các anh chị á. Rồi các anh chị nhấn vào đó, các anh chị vô Paltalk thì các anh chị sẽ bị gạt. Họ sẽ tìm cách gạt các anh chị cách này hay cách khác. Họ sẽ lấy cái nickname của các anh chị, hay là họ dụ lấy tiền của các anh chị, đại khái như vậy. Hay là trong Paltalk nó có cái nó gọi là the third program party. The third party program có nghĩa là những cái chương trình mà Paltalk nó không có provide cho các anh chị. Nó gọi là the third party program. Thì các anh chị phải take a risk khi mà các anh chị sử dụng nó. Thí dụ những cái icon mà emoticon á, những cái hình như là cười, khóc, bông đồ này kia đó, Paltalk nó provide cho các anh chị rồi. Thì mình chỉ sử dụng những cái đó thì nó mới 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 safe thôi, nó mới an toàn thôi. Còn thí dụ như cái người ta gửi cho các anh chị những cái website để các anh chị vô, các anh chị operate những cái icon khác á, thì đó là các anh chị take a risk. Có nghĩa là các anh chị dùng cái the third party program của người khác thì có thể họ sẽ thấy virus rồi vô cho các anh chị. Và các anh chị sử dụng là có thể họ sẽ phá cái computer của các anh chị, khá như vậy. Các anh chị hiểu rồi phải không? Những cái gì Paltalk nó provide nghĩa là nó cho mình sử dụng thì mình sử dụng. Ok. Còn những cái gì mà không phải của Paltalk nó provide thì các anh chị sử dụng thì các anh chị bị cái gì thì ráng chịu, không có complain Paltalk được. Ok. Nick này của Timmy hả? I mean cái màu đó, ok. Nó cho chữ mi mà. Thành ra mất rồi nó cho trở lại. Nó cho trở lại. Thiệt mà. Cái này free đó, các anh chị free forever. Ha, tại vì chữ mi làm việc cho nó mà. Chữ mi làm việc cho nó nên nó thưởng, nó thưởng. Nó thưởng. Cái nick màu đỏ, Tiểu My còn có nick đỏ nữa đó. Cái nick màu đỏ nó cho Tiểu My 10 năm luôn mới renew trở lại. Ok rồi. Bây giờ tiếp tục cái bài cái bài tập nha, trở lại nha các anh chị. Ok rồi, các anh chị nắm vững cái vòng tròn rồi phải không? Vòng tròn rồi phải không? Rồi biết khi nào dùng in, khi nào dùng on và khi nào dùng at rồi, right? Giờ mình trở lại bài tập nè. Ok nào.
Okay, I take this letter to the post office. When I go into town this afternoon? Tôi sẽ đem cái thơ này ra bưu điện. Do I miss something? Okay, yeah. Khi mà tôi đi vô phố trưa nay. Very good. I'm going. Phải không các anh chị? I'm going. Tại vì mình có cái plan rồi. Phải không? Mình có cái plan rồi. Thành ra mình sẽ dùng mình sẽ dùng cái be going to. And this afternoon. Nếu mà nói this afternoon là cái thời điểm nó gần, phải không? Thành ra mình dùng cái present continuous, nó nghe hay hơn. I am taking. I am taking, okay, this letter to post office when I go into town this afternoon. Tại cái thời điểm nó rất là gần. Thành ra mình sẽ dùng cái present continuous. I am taking, okay. Các anh chị cứ nghĩ coi cái thời điểm nó gần hay xa thì mình, hoặc là mình dùng be going to, hay là hoặc là mình dùng cái gì present continuous. Đừng có nghĩ nó đang diễn ra nha các anh chị, tại có cái thời điểm ở trong đó. This afternoon. Yeah, this afternoon là trưa nay. Bây giờ sáng là trưa nay, gần tới rồi. Right? Okay, next one. John and Pam meet the Pope when they are in Italy. Pop là ông Đức Giáo Hoàng. John với Pam nó sẽ gặp ông Đức Giáo Hoàng khi mà nó tới Italy. Cái này có cái dự định chưa các anh chị? Có dự định chưa? Hả? Có mà phải không? Có mà phải không? Đâu phải câu hỏi đâu. Oh, I miss. Tại biết không, nhiều khi á, những cái câu, nhiều câu hỏi quá đi, tụi mi làm biến cứ đánh dấu hỏi, tụi mi copy, rồi mỗi câu tụi mi chữ P nó phía sau thôi. Ở đây không có câu hỏi nha các anh chị. So they are going to meet the Pope when they are. Thấy gì? Okay, next one. I'm sorry, we can meet tomorrow. I see my therapist at 5 p.m. Xin lỗi, chúng ta không thể gặp nhau ngày mai được. Tôi phải đi gặp bác sĩ lúc 5 giờ. Yeah, I'm going to see the doctor, right? I'm going to see. Tại vì có cái dự định rồi. Và ngày mai thì nó hơi xa, phải không? Thành ra mình dùng cái be going to. Okay, next one. Now that he has moved into a bigger house, he make a swimming pool in his garden, and he's saved for that 4 months. Bây giờ ông ta đang dọn vào cái nhà nó lớn hơn, và ông ta sẽ xây một cái hồ tắm
make a swimming pool là xây cái hồ tắm ở trong cái vườn của ông ta. Và ông ta đã để dành để làm những cái chuyện này nè, khi làm cái chuyện xây hồ tắm đó cả tháng rồi. Thế cả tháng rồi. He mà chứ đâu phải là I đâu. Đâu phải I am đâu. He mà. He's going to, phải không? He's going to make ở đây là to build đó các anh chị, là he build đó. He said xây cái hồ tắm là build đó. Okay, he sẽ xây cái hồ tắm. Và ông ta đã và đang để dành tiền để xây cái hồ tắm cho cả tháng rồi. Okay, cho cả tháng rồi. Thì đây sẽ là be going to hay là he is going to make. Câu này nha, câu này. Look out, the ladder fall. Coi chừng, cái thang nó sẽ té. I mean, nó sẽ ngã đó. Ở đây mình có biết trước cái thang nó ngã không các anh chị? Mình có biết trước không? Hả? Các anh chị nghĩ là mình biết không? Hả? Không biết sao mình biết là nó sẽ ngã? Hả? Không biết sao mình biết nó sẽ ngã? Mình thấy cái thang nó đã nhúc nhích rục rịch rồi, mình thấy nó có cái lặn ngứt nứt rồi, không có guess nữa mà thấy tận mắt rồi, mình mới dám nói là nó for, mình mới dám nói câu này. Các anh chị đồng ý không nè? Nếu các anh chị không thấy tận mắt sao các anh chị biết là nó ngã mà kêu người ta look out, phải không? Con ngã bất cứ lúc nào thì đâu có biết. Nó đang gãy rồi nhưng mà ngã bất cứ lúc nào đâu có biết, phải không? Phải không các anh chị? Hiểu chỗ này không? Thành ra đây mình không có dùng cái is falling. Tại mình biết chắc chắn là nó sẽ ngã, tại vì nó đã gãy rồi. Okay, nó đã nhúc nhích rồi, nó đã mình phải thấy rồi. Okay. Thành ra đây mình không có dùng cái present continuous mà mình sẽ dùng cái be going to. Các anh chị nhớ không? Cái be going to là mình biết trước rồi, còn cái sự việc nó xảy ra khi nào mình không biết. Có thể là nó ngã liền một phút sau, có thể là đụng nó sẽ ngã, phải không? Anh chị đồng ý điểm này không nào? Nó đâu có ngã liền đâu mà các anh chị nói là is falling unless you step on it. Chỉ khi nào mà các anh chị bước lên đó thì nó sẽ ngã liền, phải không? Red paper. Cái sự việc nó sẽ xảy ra liền hay là chẳng bao lâu thì mình mới dùng cái present continuous, right? Còn cái này mình biết chắc chắn nó sẽ ngã nhưng mà không biết chừng nào nó ngã. Có thể như là 5 phút sau, 10 phút sau, một ngày sau, không ai đụng tới thì nó hết xíu quá thì nó cũng ngã thôi. Right? Nhưng mà chắc chắn nó ngã tại vì mình thấy trước mặt cái thang nó đã hư rồi. Ok. Ông ý hôm nè, say yes đi, please. Anh chị học grammar là phải tưởng tượng. Ok, phải tưởng tượng. Right. Ok, cảm ơn. Thành ra đây mình sẽ dùng be going to. Ok. Is going to fall. Cái vấn đề đó là cái vấn đề cắt nghĩa làm sao cho các anh chị tâm phục khẩu phục mới là vấn đề chánh. À, tiếng mi mà yếu bóng vía là chắc chết quá. Các anh chị có quyền không phục nha, ok? Có quyền không phục,
có quyền say no, ok, không có bắt buộc các anh chị say yes đâu. Chừng nhưng mà chừng nào các anh chị tâm phục khẩu phục, please say yes, ok. Để Timmy khỏi đây ngồi nói hoài, nói dài, nói gì đó, nói dài, nói dài, à, gì đó, nói dài, nói dài, gì, nói gì nữa quên rồi. Không thôi các anh chị nói tiếng mình nói dài nói dài nói gì đó không biết nữa, còn câu gì sao quên rồi. Ok now next one nè, next one nè, nói dài nói dài nói dở, đúng rồi, nói dài nói dài nói dở, nói hay gần chết đâu, dở chỗ nào đâu. Ok next one nè, next one. I carried the bag for you, it must be very heavy. Tôi sẽ mang cái bịch cho bạn nha. Tôi sẽ mang cái bao, cái gối gì, cái bịch gì đó cho bạn. À, tại vì nó phải rất là nặng nề phải không? Yeah, đây mình dùng chữ will. Tại sao như vậy? Mình mới giọt miệng mình nói thôi. Okay. I will carry it. I will carry them for you. It must be very heavy. Okay, next one. I be a pilot when I grow up, said the little boy. Tôi sẽ tôi sẽ trở thành một phi công. Cái đây dùng chữ will. Cái này đâu có thể giọt miệng nói được. Trong đầu cậu, con đầu cậu bé này có cái plan rồi, phải không? Đồng ý không nào Vivu? Vivu mới vô room phải không? Thấy nick nào đã lạ. Vivu mới vô room phải không? Say yes đi. Thấy không? Ai mà mới vô room là Tiểu My biết liền á. Tại vì không biết what's going on hết trơn á. Okay, cái này nó có cái plan rồi. Nếu không có cái plan thì làm sao cậu biết là cậu muốn trở thành phi công khi cậu lớn lên? Có nghĩa là cậu đã dự định rồi, phải không các anh chị? Right? Cậu đã dự định rồi. Thành ra nó có cái plan rồi. Thành ra khi mà có cái plan đó, thì mình sẽ dùng be going to hay là present continuous. Mà ở đây á, đặc biệt các anh chị không được dùng cái present continuous. Không có ai nói là I am being. Cho dù cái thời gian nó gần đi nữa. Ví dụ như là hôm nay mình graduate, nghĩa là hôm nay mình ra trường, thì ngày mai mình sẽ trở thành bác sĩ for sure. Thấy không các anh chị? Cái thời gian nó rất là gần và chắc chắn là như vậy. Nhưng mà mình không có được nói là I am being a doctor tomorrow. Mặc dù cái thời gian nó rất là gần. Phải không các anh chị? Tại làm sao? Tại vì động từ to be không có được dùng cái thể mà continuous. Ngày mai tôi sẽ trở thành bác sĩ. Câu này sai nha, các anh chị nói câu này ta cười á, Mỹ nó sẽ bụm miệng nó cười. Tối nó nhảy lên giường nó trùng mệt, nó nhớ cái câu mình nói nó cười, khế. Chọc cho nó cười, nó chết rồi mất công á, tội chết, nhất là mấy ông Mỹ già đó. Nghe các anh chị nói câu này, nghe các anh chị nói câu này mấy ông có thể chết được. Chết vì bị đứt ngưng máu, tại cười quá rồi chết. Nhớ nha các anh chị, không được dùng cái động từ to be làm cái continuous. Okay. Tiếng Việt mình có nói như vậy. Okay. Mẹ của bạn làm nghề gì vậy? Ô, mẹ của tôi đang làm bác sĩ. Mẹ của tôi đang làm bác sĩ. Cô ta là bác sĩ. Cô ta đang làm bác sĩ. She is being a doctor, right? Không được nói như vậy. Tiếng Việt mình nói như vậy, nhưng mà Mỹ nó không có nói là tôi đang là học sinh. Không có nói vậy, ba tôi đang là bác sĩ. Yeah,
bác sĩ cứ nói là bác sĩ cho rồi còn nói đang là bác sĩ nữa, phải không các anh chị? Thành ra động từ to be không được dùng cái continuous. Okay. Là nói tóm lại, cái này thứ nhất là cái thời điểm nó xa. Okay. Là cái thời điểm nó xa. Thành ra mình không có dùng cái present continuous. Right? Và cái thứ hai là động từ to be không được dùng cái continuous. Là tóm lại, mình sẽ dùng cái be going to tại vì nó có cái plan rồi. Thấy không các anh chị? I'm going to be a doc, I mean a pilot when I grow up. Okay, I'm going to be. Chứ không phải nói là I will be. I will be là mình chỉ giọt miệng nói ngay cái lúc đó và chưa có cái hoạch định gì hết, right? Okay, next time. I misspelled right there. Let me correct this. Okay, now next one. Câu này nha, suy nghĩ nha. You went to meet a friend for lunch. You phone her and say, what you do on Wednesday at 1 o'clock? Bạn muốn gặp một người bạn của bạn để ăn trưa. Bạn sẽ gọi, bạn gọi cô ta và bạn sẽ nói. Nói sao? Các anh chị nói đi. Ok, thứ nhất là có cái plan chưa? Các anh chị nghĩ cái cô này có cái plan chưa? Mình đang hỏi về cô này mà, phải không? Mình đang, người này đang biết về cô này, phải không? Yeah, cái cô này sẽ có cái plan anyway. Right? Thành ra đây mình sẽ không dùng chữ will. Tại làm sao? Là tại vì cô ta trả lời, cô ta sẽ dùng chữ will hay là cô ta sẽ dùng cái I'll be going to theo các anh chị nghĩ. Các anh chị nhớ nha, khi đặt câu hỏi thì mình phải nhớ, phải biết trước cái câu trả lời. Khi mà cô ta trả lời thì cô ta sẽ nói là I will hay là I am going to. Cô ta sẽ nói là I am going to. Tại vì cô ta biết cái plan của cô ta ngày thứ tư cô ta sẽ làm cái gì, phải không các anh chị? Right? Thành ra đây mình cũng sẽ dùng cái be going to luôn. Để cái câu trả lời nó sẽ match với cái câu hỏi. Phải không? Còn ở đây là on Wednesday là xa rồi. Có thể bữa nay ngày thứ hai, có thể bữa nay ngày chủ nhật mà mình hỏi đến thứ tư. Phải không? Thành ra đây mình không có dùng cái thì mà gọi là present continuous. Mà mình sẽ dùng cái be going to. Right? Các anh chị phải hiểu cái câu hỏi với câu trả lời nó phải match với nhau. What are you doing on Wednesday at 1 o'clock? Oh, I'm going to play football là khá như vậy, right? And then mình sẽ dùng be going to. Còn cái thời điểm thì nó hơi xa rồi, thành ra mình không có dùng cái present continuous. Okay. Mình có cái best choice là be going to. Okay, next one. Quá dễ phải không các anh chị? Quá dễ phải không?
Objective me là khó cách mấy cũng thành dễ, right? What time is it? It is. Lãng tử đâu, câu của lãng tử đâu? I don't see your question. I have more free time at the weekend. So I clear out the kitchen cupboards on Saturday. Có cái plan chưa? Đặng Văn Nam hình như chưa có nắm vững vấn đề. Có cái plan chưa? Có cái dự định làm chuyện này chưa? Có rồi phải không? Có rồi mới nói là ôi tôi có nhiều giờ. Tôi có nhiều giờ hơn cho cuối tuần này. Vì thế tôi sẽ làm cái chuyện đó, nghĩa là có cái dự định lên cái kitchen rồi, tại vì có nhiều giờ. Sau đây mình sẽ dùng cái be going to. Tại cái thời điểm nó hơi xa, thấy không? Thời điểm nó hơi xa. Ok, câu này. I can see clearly that in 2 years' time, you meet someone special in your life, set the future teller. Tôi có thể trong cái cuộc sống của bạn, cái người mà thầy bói nói như vậy, người thầy bói nói như vậy, cho dù bà có bối trúng đi nữa, chưa chắc gì cái sự việc sẽ xảy ra. Tại làm sao các anh chị? Tại thầy bối thường thường đeo kiếm màu đen, phải không? Đeo kiếm màu đen á, biết không? Là con, tại sao họ phải đeo kiếm đen? Là tại vì thầy bối thường thường đâu có mồ đâu. Tại vì mấy người thầy bối á, thường thường người ta nói láo ông tiền, ok? Thành ra hả, mà những cái người nao láo đó là cái con mắt họ ưa quay vòng tròn con mắt họ ưa láo liên á, không? Thành ra họ phải đeo kiếm đen đặng che lợi, ok, che lợi, ok. Đặng Văn Nam còn ô nữa kìa. Cái gì nè, hả? Thiệt mà, mấy người thầy bói ở đeo kiếm là như vậy đó, khi con mắt họ ở láo liền. Yeah, sẽ dùng chữ will, ok? Cho dù họ có nói đi nữa, họ chỉ giọt miệng nói thôi, còn sự việc chưa chắc gì xảy ra. Yeah, will. Họ đâu có biết trước được đâu, tưởng đâu thầy bói là nói đúng hả? Đâu đúng đâu, right? Okay, next one now. Nếu có mấy giờ rồi ta? Oh my. Chút xíu nữa mình qua cái hết câu này mình qua phần khác nha các anh chị. Hay là các anh chị còn muốn làm nữa? I've decided I book a trip to Caribbean Iceland for our honeymoon. Yes. Yeah, I'm going to, right? Dĩ nhiên là I'm going to rồi. Nó có cái plan rồi và cái thời điểm nó hơi xa. Không có để cái thời điểm vô. Thường thường không có để cái thời điểm vô thì các anh chị dùng cái be going to là đúng nhất, right? Ok, qua phần khác. Let's see. Skype, let me close this. Giờ mình làm phần này nha. Giờ qua một cái thì future khác, thử coi các anh chị biết không nha.
By the time I am 50, I ate cereal for 20 years. Cereal là cái món ăn sáng ở bên Mỹ, hay nước ngoài. Họ ăn với sữa đó. Họ ăn với sữa hay là con nít trước khi đi học. Thường thường sáng nó dỗi dã, nó không có đủ giờ ăn sáng. Thường thường nó ăn cereal. Và ngũ cốc hả? Cái gì vậy? By ở đây mình sẽ dịch là trước. Okay. Trước cái lúc mà tôi 50 tuổi, tôi ăn cereal cho 20 năm rồi. Tại sao ở đây các anh chị dùng cái passive voice vậy? Been in hay là be, chém gió sai nha. Cái này là động từ bất quy tắc. It ate in. It ate in. Động từ bất quy tắc, các anh chị cho ba chữ nha, please. Đặng ôm luôn. Cái sự việc này, cái sự việc này có đang tiếp diễn không các anh chị? Đang tiếp diễn không? Hả? Đang tiếp diễn không? Yes. Okay. Coi lại cái câu. Có đang tiếp diễn không? Trước cái lúc tôi 50 tuổi, thì tôi ăn cereal cho 20 năm rồi. Có hay không? Có thể có thể không. Okay. Có thể có thể không. Người này đâu có nói là chấm dứt đâu. Phải không? Mà người này cũng không có nói là sẽ ăn tiếp tục, phải không? Yeah, tùy cái situation, tùy cái câu chuyện của người đó. Phải không? Mà dùng mình dùng cái thì. Nếu mà cái người này mà tỉ mỉ for sure là người này hình như là vẫn còn tiếp tục theo tiếng Việt Mỹ, phải không? Tại bên này họ ăn cereal all the time. Khi mà họ ăn cereal được là họ ăn hoài thôi. Trước cái lúc mà tôi nằm cho 20 năm rồi, đồng ý không nào? Tôi đã và đang ăn cereal cho 20 năm rồi. Thành ra một đó, cái này mình đâu có dùng cái past được cả. Thấy không? Còn hoàn thành tiếp diễn, will have been eating cũng được. Hay là will have eaten cũng được. Eating hay là in cũng được. Tùy theo. Phải có chữ will nữa nha. Okay. Đây là tương lai mà. Mình đang nói về tương lai mà. Will have been eaten, eating. Hay là will have in cũng được. Việc Jupiter, Jupiter. Oh my god, I put on the wrong key. Will have in. In. Hoặc là will have been eating. Thế nào cũng được hết trơn. Tùy theo coi câu chuyện người đó có còn ăn nữa hay không. Hay là người đó tới 50 tuổi không còn ăn nữa. Theo như các anh chị nghĩ là người đó còn ăn nữa hay không? Cái cách nói như vậy là vẫn còn ăn nữa, phải không các anh chị? Cách nói như vậy là vẫn còn ăn nữa. Ok. Thành ra đây mình sẽ dùng will have been eating. Nó đúng hơn. Right. Không, chị hiểu rồi phải không? Khi mà mình dùng cái continuous, nó emphasis the continuing. Nó nhấn mạnh cái vấn đề mà vẫn còn tiếp tục.
Ok. Nay thì mi mới ôm lại cho các anh chị cái thì thôi. By the what? I think I need something right here. Ok, câu này đi, câu này đi. No. Cái này là tương lai chứ không phải là quá khứ. Việc mới vô room phải không? Việc mới vô room phải không? Này mình đang áp dụng cái thì hiện thì tương lai chứ không có mình không có áp dụng thì quá khứ với hiện tại. Mình đang ôm lại cái thì tương lai. Ok, mình đang ôm lại cái thì tương lai. By midnight, I train for 2 hours. Ủa, chị mình nhảy qua câu khác rồi. Cái bỏ cái câu mà by the o'clock đi, what by the o'clock? Cái câu đó sai rồi các anh chị, giờ làm câu này nè. Ok. By midnight, I train for 2 hours. Cái này các anh chị nghĩ vẫn còn tiếp tục train nữa không? Hả? Vẫn còn tiếp tục train nữa không? Vẫn còn mà, phải không? Vẫn còn mà. Đấy. Tùy theo cái câu chuyện các anh chị hiểu. Nếu mà cái công việc mà mình train á, tới tới nửa khuya là chấm dứt, thì mình sẽ dùng cái have been. Ok, have been. Will have, I mean, will have trained. Nếu mà tới nửa khuya mà nó công việc chắc chắn không còn train nữa, ngày mai không còn train nữa đó, thì mình sẽ dùng will have trained. Còn ngày mai vẫn còn tiếp tục nữa training. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Câu này nha, câu này. Nãy giờ không có thấy Huyền lên tiếng gì hết trơn tự nhiên. It is sorry for you then. He write a book by the end of the week. Làm câu này đi please. Tại sao ở đây dùng cái passive biết ngọt? Các anh chị cứ lẫn lộn cái passive. Cái passive là động từ to be. Với cái past và từ to be đi với cái cột thứ ba. Ok, biết ngọt nhớ không? Động từ to be đi với cái cột thứ ba. Là written, write, wrote and written. Phải không? Là passive. Ở đây nếu mà viết theo Bích Ngọc hiểu thì mi nói không? Bích Ngọc thấy cái điểm sai rồi phải không? Bích Ngọc thấy cái điểm sai rồi phải không? Yes, ok. Đừng học nhiều quá, mình nhiều khi giỏi quá mình bị tẩu hỏa đó các anh chị. Bị tẩu hỏa đó. Ở đây mình dùng cái continuous có nghĩa là động từ to be đi với cái present continuous. Ok. Ở đây các anh chị dùng thì gì nào? Dịch nè. Cậu ta đã viết cái quyển sách trước cuối tuần. Trước cuối tuần. Cậu ta đã và đang viết cái quyển sách trước cuối tuần. Thì các anh chị nghĩ cái sự việc này còn xảy ra nữa không? Hả? Còn không? By the end of the week mà. Đã và đang cái viết quyển sách này và cái sự việc này sau đó còn nữa không? Hả? I have been, các anh chị bị tẩu hỏa.
I have been live here for 10 years. Ví dụ vậy đi. I have been love. I'm sorry. Mới nói là ta giờ mình sai. I have been I have lived here for forget cái câu của Timmy đi nha, sai rồi đó. For 2 years. 2 years đi. I have been left there for 2 years. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Cái câu mà perfect á, cũng diễn tả một sự việc nó đang xảy ra nha các anh chị. Không cần dùng cái continuous. Cũng diễn tả cái sự việc nó đang xảy ra. Ok. Chưa chắc câu 1 kết thúc nha. Chưa chắc câu 1 kết thúc nha các anh chị. Câu thứ 2 nó nhấn mạnh cái điểm chắc chắn mình vẫn còn sống ở đây. Ok. Các anh chị, ok, wait, đợi Timmy cắt nghĩa từng câu nè, đợi nè. Câu thứ nhất đó, diễn tả một cái sự việc đã và đang xảy ra. Còn tiếp tục xảy ra nữa hay không, chưa biết. Ok, có thể ngày mai mình dọn đi. Có thể tuần tới mình dọn đi mà mình không thèm nói với cái người. Có nghĩa là đã và đang xảy ra. Còn tiếp tục xảy ra hay không? Chưa biết. Nghĩa là tùy theo cái câu chuyện của mình mà mình dùng cái thì. Ví dụ như là mình mệt mỏi quá, mình không có muốn nói nhiều. Tuần tới mình dọn đi, nhưng mà mình đó là cái business của mình. Cái chuyện riêng của mình không muốn nói với người ta. Thế mình không muốn nói cho người ta biết. Mình chỉ nói đợi khơi khơi. I have lived here for 2 years. Các anh chị hiểu rồi phải không? Còn nếu mà mình dùng cái continuous thì người ta phải hiểu ngầm rằng chắc chắn mình vẫn còn tiếp tục sống ở đây cho đến khi nào mình cũng không biết, nhưng mà cái sự việc mà chắc chắn vẫn còn xảy ra nó nhấn mạnh hơn. Các anh chị hiểu phải không? Không phải là cái thì perfect, nó không phải, nó cũng diễn tả cái sự việc đang xảy ra mà, phải không các anh chị? Cái vấn đề là nó tiếp tục hay không lại là chuyện khác, right? Thành ra cái perfect cũng diễn tả sự việc đang xảy ra. Thành ra cái câu này mình nên dùng cái perfect hơn là dùng cái perfect continuous. Tại rõ ràng by the end of the week mà. Nghĩa là cũng diễn tả cái sự việc cái ông này ổng đã và đang viết cuốn sách mà, phải không? Right? Cho tới cái cuối tuần này. Nghĩa là rõ ràng nó ám chỉ là đến cuối tuần này là sự việc nó ngưng rồi, phải không? Các anh chị, nó đâu có tiếp diễn nữa đâu. Have written. Hiểu không? Yeah, we will have written. Written hai chữ T mà, phải không? Một chữ T hay là hai chữ T? Ok anh chị, mình nhớ hai chữ T mà, phải không? Right, hai chữ T.
Tại sao hai chữ thi vậy các anh chị? Anh chị không có thuộc lòng cái irregular verb. Yeah, thường thường một cái động từ đó các anh chị. I don't know. Để cho mình suy nghĩ cái này cách nghĩa. Đây là hai chữ thi nha, hai chữ thi nha. Write. Read, written, write, wrote, written. Okay, trường hợp này đọc được. Okay, now next one. Cái cột thứ ba nhiều khi nó không có theo luật mà mình phải nhớ nữa, mình phải memorize nữa. Okay, nó không có theo luật. Nó phải là như vậy. Còn write á, thì các anh chị sẽ viết như vậy. Okay. Nó không có theo luật. Dạ, phải nhớ thôi. Cái writing lại một chữ T, mà cái written lại hai chữ T. Tại cái đó là cái cột thứ ba là nó. Ok, câu này nha, câu này. Writing hả? Writing hai chữ T hả? Phải không? Writing hai chữ T hay là một chữ T? Hai. Đừng thử tụi mình nha, ok? Tụi mình nhớ cái gì là nhớ chính xác. Có cái câu như vậy nè, một người say yes, ok, một người say no. Cái một cái sự việc mà nó có thật á, một người say no, một người say yes ấy, thì mình biết là yes. Hai người say no mình cũng nghĩ là yes, nhưng mà ba người say no sao mình làm mình tẩu quả liền á các anh chị. Nhưng mà với tụi mình nhớ, học cái gì tụi mình nhớ hết luôn tới già đó các anh chị. Có thử tụi mình cũng Feynman's this week. Làm câu này đi. Cô ta đang có bầu cho 5 tháng à, tuần này đến tuần này là cô ta đang có bầu cho 5 tháng. Thấy không các anh chị, đã và đang có bầu cho 5 tháng. Và cô ta vẫn còn có bầu nữa không các anh chị hả? Vẫn còn có bầu nữa không? Mang bầu 5 tháng rồi đó. Right. Và cô ta vẫn tiếp tục mang bầu cho đến 9 tháng phải không các anh chị? Vậy cô ta còn mang bầu nữa hay không? Vẫn còn mà phải không? Cái vấn đề mà cô ta có bầu vẫn còn. Right. Tại sao mình không dùng cái future perfect continuous? Tại sao như vậy? Tại sao mình không dùng giống như là Lê Biết Ngọc là sai? Tại sao vậy? Hả? Tại không biết. Thay cô còn sai ghê vậy. Mình không có nói những cái trường hợp đặc biệt nha. Angie Tiger. Very good, heo trắng. Thì mình nói rồi, động từ to be các anh chị không được dùng cái continuous. Tiếng Việt mình dịch là ô, cô ta đã và đang có bầu, phải không? Người Mỹ không có nói là đã và đang. Có bầu thì cứ nói có bầu, chứ không có nói là đang. Ok. Very good, heo trắng. Thành ra ở đây mình sẽ nói là she will have been. Ok. She will have been, chứ không có she will have been being. She will have been. Anh chị đồng ý không nào?
Okay, next one. By 2020, we live here, in London for 14 years. 2020 đó, chúng tôi sẽ sống ở London cho 14 năm rồi. Okay, let's see what I'm reading. Let's use the time. Yeah, tùy theo cái câu chuyện của cái người đó, họ muốn nói gì. Nếu trong đầu họ nghĩ là sau đó họ không còn biết còn sống nữa hay không thì mình dùng cái thì perfect đơn giản thôi. Còn nếu mà chắc chắn họ nghĩ họ chắc chắn vẫn còn tiếp tục sống thì dùng cái continuous. Okay, so we will have been living, or we will have lived, right? Lived. Tùy theo cái câu chuyện của người đó. Rồi bây giờ qua phần khác nha các anh chị. Qua phần khác. Coi coi mệt hả? Mệt hả? Ok, để qua coi còn cái gì nữa. Ok, cái này rồi. Ok, cái này hay nè. Hôm nay ráng ôm hết cái thì future cho các anh chị nắm vững luôn. Giờ mình dùng một là perfect, hai là continuous. Okay. Có nghĩa là cái công thức nó sẽ là will be will be playing. Cái gì đi? Đây là công thức. Right? Will help played. Một cái là future continuous và một cái là future perfect, phải không các anh chị? Một điểm nữa. Simple future đó thì mình có ba cách. Còn cái future continuous, future perfect hay là future perfect continuous thì chữ will với chữ be going to the same thing, the same meaning. Thí dụ như vậy, I will be playing game noon, thí dụ vậy đi. Okay. Hay là I am going to be playing game at noon, thí dụ vậy đi. Hai câu này nó giống nhau nha các anh chị. Mình không có thể là mình cắt nghĩa là chữ will là hước cuội, còn I'm going to be là chắc chắn. Không phải. Cái continuous, cái chữ will với cái continuous với chữ will hay là be going to, nó chỉ áp dụng cho cái thì mà future, simple future mà thôi. Các chị hiểu ý tụi mình nói không? Nó chỉ áp dụng cho cái simple future mà thôi. Thí dụ mình nói câu này, I will play. Đừng có hỏi khi nào dùng be going to, khi nào dùng will nha. I will play game. Đây là future, simple future. Nhưng mà này là hước cuội. I am going to play game.
I am going to play. Yeah. Đây là có hoạch định. Nhưng mà nó là simple future. Còn mấy cái, còn ba cái thì future khác thì cái chữ will hay cái chữ be going to nó the same thing. Nó cùng nghĩa với nhau. Mình không cắt nghĩa là will là hứa cuội, còn be going to là chắc chắn, không phải. Nó chỉ áp dụng trong cái thì tương lai đơn giản thôi. Ok. Bắt đầu nha. By 2013, we finished paying off the loan. Một là dùng perfect, hai là dùng continuous, tùy các anh chị. Future nha, không phải hiện tại nha, future, future, future. Yeah, we will have finished paying off the loan. We'll have finished. Tại cái công việc này nó sẽ chấm dứt, phải không các anh chị? Right, mình không có dùng cái continuous ở đây. Cái perfect nó cũng có cái continuous ở trong rồi. Right, yeah, we'll have finished. Cho cái anh đi sau luôn, please. Finish G, finish T, finish D or finish yet. Yeah, finish T. Tại sao là T? Tại sao T? Yeah, tại chữ shown, phải không? Chó sủa shown sao khắp phố phường. Tại chữ shown. Phải nhớ câu đó nha. Chó sủa shown sao khắp phố phường. It's shown. Breakfast is from 8 to 10, so at night we have breakfast. Điểm tam á, thì initial from 8 to 10, mà này làm rồi, không lại. Nhưng mà lúc 9 giờ gì thế, lúc 9 giờ đó chúng tôi đang ăn điểm tâm, phải không các anh chị? Chúng tôi đang ăn điểm tâm. Right. Và các anh chị nghĩ lúc 9 giờ mình vẫn còn ăn tiếp tục hay không? Hả? Theo các anh chị nghĩ mình vẫn còn ăn tiếp tục hay không? Yeah, nếu mà còn thì mình dùng cái continuous. Will be having, right? Nếu còn thì mình dùng cái continuous. Very good. Còn nếu mà mình ăn từ hồi 8 giờ rồi thì 9 giờ đó là một tiếng đồng hồ rồi. Phải không? Thì mình ăn nữa hay không, không biết. Đấy. Còn nếu mà mình mới ăn lúc 9 giờ thì mình dùng cái continuous. Còn nếu mà mình ăn lúc 8 giờ rồi, một tiếng rồi, ăn gì mà nhiều dữ vậy, nhất là breakfast. Ăn gì trễ giờ làm sao? Thì mình sẽ dùng cái perfect ở đây. Tùy theo cái câu chuyện của mình. Okay. Anh chị hiểu điểm này rồi phải không? Mình dùng thì là do câu chuyện của mình để mình dùng cái thì cho nó đúng. Okay. Còn bây giờ mình chỉ guess cái câu chuyện nó vậy thôi. Okay, câu này nha, câu này. Yeah. Tại các anh chị học grammar, các anh chị không nắm vững. Okay. Anh chị mà không nắm vững, Chị My chia sẻ cho các anh chị rất là kỹ đó. Và rất là chậm đó. Mà các anh chị không nắm vững là dở. Đồng ý không nè? Các anh chị khác đồng ý không nè? Phải không?
Người ta chỉ giải nói phớt qua thôi. Anh Tiểu My còn cắt nghĩa cho đến khi nào các anh chị phải hiểu thôi, right? Sorry, but she not go out with you tonight. Xin lỗi, nhưng mà cô ta không có đi với bạn tối nay đâu. Các anh chị dùng thì gì ở đây nào? Ở đây mình không có, hồi nãy thì mình nói rồi, mình chỉ áp dụng hai cái thì này thôi. Future perfect hay là future continuous. Không có chơi cái future perfect continuous nha các anh chị. Will not be going, phải không? Will not be going. Cái chữ not để ở đâu nào? Cái chữ not để ở đâu nào? Cái chữ not để ở đâu nào? Timmy nói rồi, ở trong một cái câu mà có nhiều cái trợ, có nhiều cái trợ động từ, mình phải để cái chữ not, chữ already, chữ gì whatever, phải để kế cái trợ động từ đầu tiên. Yeah. Kế cái trợ động từ đầu phải là will have not, will whatever, I don't know. Chị nhớ điều này nha, tiếng mới cứ đập đi lặp lại hoài. Will not be going, okay, will not be going. Để kế cái trợ động từ đầu tiên. Chị phải hiểu điều này. I will have been, have been, I will have been living for 3 hours, 3 years, okay, 3 years. Ở đây có bao nhiêu trợ động từ các anh chị? Ở đây có bao nhiêu trợ động từ? I will have been living for 3 years. Trong một câu á, thường thường nó chỉ có một động từ chánh mà thôi. Còn tất cả những động từ còn lại đều là trợ động từ để trợ giúp cho cái động từ đó. Thì mình có tất cả là mấy động từ nè? Will nè, cũng là động từ. Have nè, cũng là động từ. Be nè, cũng là động từ to be. And living là động từ to live, right? Thành ra mình có tất cả là 4 động từ. Nhưng mà chỉ có một động từ chánh mà thôi là động từ to live, right? Thấy không? Thành ra ba cái động từ kia bắt buộc nó sẽ là trợ động từ. Trong câu không bao giờ có hai động từ chánh, ngoại trừ cái câu đó nó là compound verb. Nghĩa là nó có chữ and ở trong đó thì mới được có hai động từ chánh. I want to play. Thì cái này là hai động từ. I mean, I'm sorry. Forget that one. I play. Okay, bỏ cái câu đó đi. I want to play đó. Cái want to. I play and talk. I play game.
I play, đại khái play cái gì đó, không cần mention lên. And talk at the same time. Hay là I eat and talk đi. Khi mà trong câu nó có hai hoặc ba trở ba cái động từ chánh thì bắt buộc phải có chữ and ở trong đó. Còn nếu mà trong câu mà nó có động từ, nhiều động từ mà không có chữ and thì chỉ có một động từ chánh mà thôi. Thì nó có câu là I will have been living for 3 years. Thì nó có ba cái trở động từ, là động từ to have, động từ to help, I mean động từ to will and động từ to be. Thì nó cái chữ not mình phải để sau cái trở động từ đầu tiên là I will not have been. Okay. Thì nhớ đây là cái luật nha, trở động từ đầu tiên. Ok, câu này nha, câu này. Let me keep repeating, reminding you the mechanic repair the car by 5 o'clock. Perfect hay là continuous future? Very good, right? Ở đây diễn tả một cái sự việc đã và đang xảy ra, hay là mới vừa chấm dứt. Nghĩa là cái người thật. Okay, let's see what else. Okay, and that's it for today, can't she? She will not be going to. She will not be. She will not be going to. Cái thời điểm tối nay đó, thì cô ta sẽ không có đang đi với bạn đâu. Sẽ không có đang đi với bạn đâu. Ở đây mình dùng cái continuous để làm gì các anh chị? Để nghe sống động hơn, phải không? Mình tưởng tượng được cái sự việc tối nay, cái và để nhấn mạnh hình để sống động hơn. Ok. Đi với bạn khai khác hả? Ok các anh chị, that's it for today. Suddenly I feel so tired. Ok, hết 12 thì rồi. Tiểu My hy vọng là các anh chị nắm dưỡng. Ok. Tuần tới mình sẽ học hết 12 thì rồi phải không? Tuần tới mình sẽ học qua cái voice of verbs. Voice là gì hả? Voice có nghĩa là trong cái câu nói của mình đó, mình chủ động hay là cái sự việc đó chủ động, hay là mình chủ động, hay là cái người đó chủ động, hay là cái người đó bị động, cái sự việc đó bị động. Ví dụ câu này, I pant. Cái voice nó có sẵn đây, còn giờ thì mình cắt nghĩa luôn. Cái voice thì nó có hai phần, passive. Okay. And active. Cái câu nói chủ động hay là cái câu nói bị động. Ví dụ là I painted the house là câu nói chủ động, chính tôi làm cái chuyện đó. Và đây là câu nói bị động.
Đây là câu nói bị động. The house is splendid. Dĩ nhiên là by me rồi. Khi mà mình biết cái người nào làm cái chuyện đó thì mình không có cần lặp lại cái chữ by me nha các anh chị. Okay. Khi mà mình biết cái người đó làm cái người nào làm cái chuyện đó rồi thì mình không cần lặp lại cái by me. Mình chỉ cần nói là the house is splendid. Đây là câu nói thụ động. Là tại làm sao như vậy? Mình dịch tiếng Việt là cái nhà đó được sơn bởi tôi. Còn câu ở phía trên là chủ động là tôi, chính tôi sơn cái nhà đó. Anh chị thấy không? Mình làm chủ cái hành động đó. Còn cái nhà nó không thể làm chủ cái hành động sơn được hết trơn á. Phải không các anh chị? Nhà nó đâu có tay đâu mà nó sơn, phải không? Thành nó bị động. Nó ngồi một chỗ đó, nó đứng yên, nó đợi cho mình sơn nó. Okay. Anh chị hiểu cái passive là cái gì, anh cái active là cái gì? Là như vậy đó. Right. Và tại sao mình dùng active and tại sao mình dùng passive? Một trong một câu nói có thể là chủ động, có thể là thụ động. Và tại sao mình dùng nó thì tuần tới mình biết. Okay. Chịu không nào? Các anh chị về, các anh chị nhớ coi cái phần passive and active cho chính các anh chị kê. Rồi tuần tới vô làm khó Tiểu My. Tuần tới vô bắt bí Tiểu My. Kê. Chịu không nè? Hả? Coi trước. Ngày mai hả? Ngày mai hả? Thường thường thứ hai, thứ ba for sure. Kê. Còn thứ tư, thứ năm á, nhiều khi I don't feel bad. I'm in a bad mood. Nhiều khi sáng ngủ dậy Tiểu My buồn buồn phải không? Tiểu My trốn các anh chị là thứ tư, thứ năm. Okay. Còn thứ hai, thứ ba thì khỏe for sure. Okay. Trời. No, khi mà mình buồn mình đâu làm chuyện gì trước, mình đâu làm chuyện gì được đâu. Người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đang buồn gặp cái anh chị buồn thêm. Phải không? Ok, cái room này đã học từ thứ hai tới thứ năm. Ok. 8 giờ tối giờ Việt Nam cho tới 11 giờ tùy theo cái bài. Mà thường thường là bị overtime gì các anh chị chứ đâu có bao giờ mà không overtime đó. Thường thường tới 11 giờ là hết. Ok. Thứ hai, thứ ba đó thì mình học grammar, ngữ pháp. Còn thứ tư, thứ năm đó thì mình học basic English. Có nghĩa là mình học viết, học nói, học nghe, học hiểu. Học đại khái như vậy. Ok. Và căn bản thôi. Thì mình không phải thì mình nói tiếng Anh cũng dở mà nói tiếng Việt cũng dở nữa. Nhưng mà Alice chia sẻ được cho các anh chị cái gì hay cái đó. Ok. Trời. Red paper picky hả? Nguyễn chết bây giờ. Đó là thứ tư, thứ năm. Ok. Các anh chị nào mà yếu yếu hay là ương ương, dở dở tiếng Anh giống như Tiểu My thì vô học với Tiểu My. Ok. Là ngày thứ tư, thứ năm. Ok. Chịu không nào? Chịu thì vô. Ok. Mà các anh chị đừng lo, không có Tiểu My cũng có mấy thầy cô khác. Thứ tư, thứ năm thì Tiểu My không có hứa chắc. Ok. Nhưng mà 70-80% con tử bột. Ok, I'll see you tomorrow. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Ok, bye các anh chị.